Cô chào các em, cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết chính tả lớp 4 tuần 3. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học tiết chính tả nghe viết cháu nghe câu chuyện của bà. Để học tốt tiết chính tả này, các em cần chuẩn bị cho cô sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 tập 1, một quyển vở viết bài chính tả, một quyển vở nháp để chúng ta luyện viết từ khó. Bây giờ, các em hãy mở sách giáo khoa ra trang 26 và chú ý nghe cô đọc bài. Cháu nghe câu chuyện của bà. Chiều rồi bà mới về nhà. Cái gậy đi trước, chân bà theo sau. Mọi ngày bà có thế đâu, thì ra cái mỏi làm đau lưng bà. Bà rằng gặp một cụ già, lạc đường nên phải nhờ bà dẫn đi. Một đời một lối đi về, bỗng nhiên lạc giữa đường quê cháu à. Cháu nghe câu chuyện của bà, hai hàng nước mắt cứ nhòa rưng rưng. Bà ơi thương quá là thương, mong đừng ai lạc giữa đường về quê. Theo Nguyễn Văn Thắng. Để giúp cho các em viết tốt được bài chính tả này, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em tìm hiểu nội dung của bài thơ. Các em hãy đọc lại cho cô khổ thơ thứ nhất và trả lời cho cô câu hỏi. Bạn nhỏ thấy bà có điều gì khác mọi ngày? Bạn nhỏ thấy bà vừa đi vừa chống gậy vì bị mỏi lưng. Các em đọc thầm tiếp cô khổ thơ thứ hai và trả lời cho cô câu hỏi. Vì sao bà bị mỏi lưng? Bà bị mỏi lưng vì có một cụ già bị lẫn nên lạc đường, nên bà đã dẫn cụ về nhà. Các em đọc thầm tiếp cho cô khổ thơ thứ ba và trả lời cho cô câu hỏi. Người cháu sau khi nghe câu chuyện bà kể thì cảm thấy như thế nào? Sau khi nghe câu chuyện bà kể thì người cháu cảm thấy rất xúc động đến rơi nước mắt, hai hàng nước cứ nhòa rưng rưng. Vậy bài thơ này nói lên điều gì? Bài thơ này nói lên tình thương của hai bà cháu dành cho một cụ già bị lẫn đến mức không biết cả đường về nhà của mình. Vừa rồi các em đã được tìm hiểu nội dung của bài thơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết từ khó, những từ mà các em có thể nhầm lẫn khi viết. Cô có một vài tiếng, vài từ như sau. Cô có tiếng mỏi. Tiếng mỏi gồm có âm đầu M, vần oi, dấu hỏi. Khi viết các em cần chú ý cho cô vần oi và dấu hỏi. Tiếng gặp, các em chú ý cho cô vần ấp, á, bờ, ấp. Tiếng lạc, lạc ở đây có nghĩa là mất phương hướng, đi nhầm đường. Khi viết các em chú ý cho cô vần a, cờ, ác. Tiếng dẫn, khi viết các em cần chú ý cho cô dấu ngã. Bỗng nhiên, cần chú ý cho cô tiếng bỗng, vần ông và dấu ngã. Từ rưng rưng, các em cần chú ý cho cô vần ưng, ư ngờ ưng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết những từ khó vào trong mảng con hoặc là vở nháp của mình. Các em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cô bắt đầu đọc nhé. Các em hãy viết cho cô tiếng mỏi. Tiếp theo, viết cho cô tiếng gặp. Tiếp tục viết cho cô tiếng lạc. Tiếp tục viết cho cô tiếng dẫn. Rồi, viết cho cô từ bỗng nhiên.
từ cuối cùng viết cho cô từ rưng rưng. Sau khi các em đã viết xong, hãy cùng nhìn lên bảng và kiểm tra lại mình đã viết đúng hay chưa. Nếu chưa viết đúng thì các em hãy rèn lại cho đúng hơn. Ngoài những từ khó mà cô đưa ra, các em cảm thấy từ nào mà mình có thể viết sai thì các em hãy chú ý rèn luyện thêm. Cô cho thời gian là 1 phút để các em viết vào vở nháp. Các em đã viết xong chưa nào? Chúng ta tiếp tục bài nhé. Trước khi viết bài vào vở, cô lưu ý các em cách trình bày như sau. Đây là thể thơ lục bát, nên khi viết dòng 6 chữ các em lùi vào 2 ô, dòng 8 chữ các em lùi vào 1 ô, và giữa hai khổ thơ chúng ta cách một dòng. Các em lưu ý trình bày bài thơ cho đúng, cho đẹp nhé. Bây giờ cô sẽ đọc chính tả cho các em viết vào vở. Các em cần chú ý tư thế ngồi viết cho ngay ngắn. Cô bắt đầu đọc từ tên tựa bài, các em chú ý theo dõi. Cháu nghe câu chuyện của bà. Cháu nghe câu chuyện của bà. Xuống dòng. Chiều rồi bà mới về nhà. Chiều rồi. Chiều rồi. Bà mới về nhà. Bà mới về nhà. Xuống dòng. Cái gậy đi trước, chân bà theo sau. Cái gậy đi trước. Cái gậy đi trước. Phải. Chân bà theo sau. Chân bà theo sau. Chấm. Xuống dòng. Mọi ngày bà có thế đâu. Mọi ngày. Mọi ngày. Bà có thế đâu. Bà có thế đâu. Xuống dòng. Thì ra cái mỏi làm đau lưng bà. Thì ra cái mỏi. Thì ra cái mỏi. Làm đau lưng bà. Làm đau lưng bà. Chấm than. Xuống dòng. Các em cách cho cô một dòng. Bà rằng gặp một cụ già. Bà rằng hai chấm. Bà rằng hai chấm. Gặp một cụ già. Gặp một cụ già. Xuống dòng.
Lạc đường nên phải nhờ bà dẫn đi. Lạc đường phải. Lạc đường phải. Nên phải nhờ bà dẫn đi. Nên phải nhờ bà dẫn đi. Xuống dòng. Một đời một lối đi về. Một đời. Một đời. Một lối đi về. Một lối đi về. Xuống dòng. Bỗng nhiên lạc giữa đường quê cháu à. Bỗng nhiên. Bỗng nhiên. Lạc giữa đường quê. Lạc giữa đường quê. Phải cháu à. Cháu à. Chấm than. Xuống dòng. Các em cắt cho cô một dòng. Cháu nghe câu chuyện của bà. Cháu nghe. Cháu nghe. Câu chuyện của bà. Câu chuyện của bà. Xuống dòng. Hai hàng nước mắt cứ nhòa rưng rưng. Hai hàng nước mắt. Hai hàng nước mắt. Cứ nhòa rưng rưng. Cứ nhòa rưng rưng. Xuống dòng. Bà ơi, thương quá là thương. Bà ơi. Phải. Bà ơi, phải. Thương quá là thương. Thương quá là thương. Xuống dòng. Mong đừng ai lạc giữa đường về quê. Mong đừng ai lạc. Mong đừng ai lạc giữa đường về quê. Giữa đường về quê. Chấm than. Xuống dòng. Các em đùi vào viết tên tác giả.
Theo Nguyễn Văn Thắng. Theo Nguyễn Văn Thắng. Rồi, bây giờ cô sẽ đọc lại bài cho các em dò lại nhé. Cháu nghe câu chuyện của bà. Chiều rồi bà mới về nhà. Cái gậy đi trước, vẫy chân bà theo sau. Chấm. Mọi ngày bà có thế đâu. Thì ra cõi làm đau lưng bà. Chấm than. Bà rằng hai chấm gặp một cụ già. Lạc đường phải nên phải nhờ bà dẫn đi. Một đời một lối đi về. Bỗng nhiên lạc giữa đường quê cháu à. Chấm than. Cháu nghe câu chuyện của bà. Hai hàng nước mắt cứ nhòa rưng rưng. Bà ơi, phải thương quá là thương. Mong đừng ai lạc giữa đường về quê. Chấm than. Theo Nguyễn Văn Thắng. Sau khi các em đã viết bài xong, bây giờ cô sẽ đọc thật chậm lại bài cho các em soát lại lỗi. Các em chú ý nghe nhé. Cháu nghe câu chuyện của bà. Chiều rồi bà mới về nhà. Cái gậy đi trước, chân bà theo sau. Chấm. Mọi ngày bà có thế đâu. Thì ra cái mỏi làm đau lưng bà. Chấm than. Các em chú ý tiếng mỏi. Bà rằng hai chấm gặp một cụ già. Các em xem tiếng gặp mình đã viết đúng chưa? Lạc đường phải nên phải nhờ bà dẫn đi. Các em chú ý xem lại tiếng lạc và tiếng dẫn, xem mình đã viết đúng chưa? Một đời một lối đi về. Bỗng nhiên lạc giữa đường quê phải cháu à. Chấm than. Xem lại tiếng bỗng, mình đã viết đúng phần ông và dấu ngã chưa nhé? Cháu nghe câu chuyện của bà. Hai hàng nước mắt cứ nhòa rưng rưng. Các em chú ý cho cô từ rưng rưng, mình đã viết đúng chưa? Bà ơi, phải thương quá là thương. Mong đừng ai lạc giữa đường về quê. Chấm than. Theo Nguyễn Văn Thắng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được bài chính tả ngày hôm nay rồi. Nếu mà bạn nào mà viết sai chính tả thì các em chú ý là rèn luyện thêm để tránh những cái trường hợp sai trong những bài tiếp theo nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em làm bài tập chính tả. Bài tập 2A, điền vào mỗi chỗ trống chờ hay chờ. Các em hãy cùng đọc đoạn văn và điền vào các chỗ chấm. Sau khi các em điền xong, hãy cùng kiểm tra lại với cô. Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất. Người xưa có câu, trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng. Tre là thẳng thắn, bất khuất. Ta kháng chiến, tre lại là đồng chí chiến đấu của ta. Tre vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà cùng ta đánh giặc. Các em hãy cùng kiểm tra lại nhé. Trong đoạn văn trên có câu trúc cháy đốt ngay vẫn thẳng. Các em hiểu câu này như thế nào? Cây trúc, cây tre, thân cây có nhiều đốt. Dù bị đốt cháy nhưng nó vẫn có dáng thẳng. Đoạn văn này muốn nói với chúng ta điều gì?
Đoạn văn ca ngợi cây tre có đức tính như con người Việt Nam, thẳng thắn, bất khuất. Tre là bạn của con người. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập 2B. Đặt trên chữ in đậm, dấu hỏi hay dấu ngã. Các em cùng đọc đoạn văn bình minh hay hoàng hôn và điền cho cô dấu hỏi hay dấu ngã trên những chữ in đậm màu xanh. Các em hãy cùng làm bài. Sau khi các em làm bài xong, hãy cùng kiểm tra lại kết quả với cô. Bình minh hay hoàng hôn? Trong phòng triển lãm tranh, hai người ngồi xem nói chuyện với nhau. Một người bảo: ông thử đoán xem bức tranh này vẽ cảnh bình minh hay cảnh hoàng hôn? Tất nhiên là vẽ cảnh hoàng hôn. Vì sao ông lại khẳng định chính xác như vậy? Là bởi vì tôi biết họa sĩ vẽ tranh này. Nhà ông ta ở cạnh nhà tôi. Ông ta chẳng bao giờ thức dậy trước lúc bình minh. Theo Đỗ Xuân Lan. Các em hãy cùng dò lại. Nếu có sai sót thì các em hãy sửa lại nhé. Bài học hôm nay là kết thúc. Cô chúc các em nhiều sức khỏe và học tập thật tốt nhé. Cô chào tạm biệt các em.